Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Này em quay cho cô chú anh chị mình xem tổng quát một cái mảnh vườn nha cô chú anh chị. Mảnh vườn này có tổng diện tích là 4 hecta mấy. Trên đất chủ trồng được là 300 cây mắc ca, 400 cây cây bưởi, 200 cây cây bơ bơ bụt nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ tất cả các loại cây ăn trái trên mảnh đất của mình là đều là cây có thu hoạch và kinh doanh hết rồi nha cô chú anh chị. Đất của mình là chất đất đỏ bá gián nha. Đất là 95% là đất bằng đẹp nha cô chú anh chị. Mảnh đất của mình thì hiện tại bây giờ tổng diện tích là 4 hecta 7, trong đó là có 3 hecta rưỡi là có sổ cho cô chú anh chị, còn 1 hecta 2 là đất tích lục nha. Đất của mình là có 150 m mặt tiền đường cấp phối lớn nha cô chú anh chị, ô tô đi vào tận rẫy. Từ cái mảnh vườn này cô chú anh chị mà ra trung tâm trường học cấp 1, cấp 2, ủy ban, chợ, quốc lộ 28, khu dân cư thì nó rơi vào tầm khoảng là 1,5 cây sổ cho cô chú anh chị. Còn về hướng Sài Gòn là 260 cây sổ nha. Mảnh đất của mình hiện tại bây giờ tất cả các loại cây ở trên mảnh đất của mình đều là cây kinh doanh năm thứ 3 và thứ 4 hết rồi nha cô chú anh chị. Đất của mình hiện tại bây giờ là bơ cô chú anh chị này, bơ bút này và bơ 034 nha, bơ tẩy dài nha. Trong đó là có khoảng là 300 cây mắc cá thế này cô chú anh chị này. 300 cây mắc cá thế này nha. Mắc cá vừa rồi là năm vừa rồi là chủ nhà thu 7-8 tấn là 7-8 tấn mắc cá nha cô chú anh chị. Năm nay là hơn nha. Mảnh đất của mình cực kỳ đẹp cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ chủ nhà tưới bằng hệ thống là điện ba phá và giếng khoan nha cô chú anh chị. Mảnh đất của mình tưới bằng giếng khoan và điện ba phá nha. Lần này cấp cho chi cái. Và một cái hồ nha cô chú anh chị. Tất cả các loại cây trên mảnh đất này đều là đất đều là cây có thu nhập hết rồi nha cô chú anh chị, chỉ việc vào là mình chăm sóc và thu hoạch rồi nha. Cô chú anh chị mà đang quan tâm tới cái mảnh vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình để mình tìm hiểu và tham khảo đến mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Cũng như cô chú anh chị đang xem cái video cho em xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nhé, để ủng hộ cánh cho em nha cô chú anh chị, để em có động lực đi qua những cái lô tiếp theo để cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo nha. Mảnh vườn của mình thì hiện tại bây giờ trên đất đỏ bá gián nha cô chú anh chị, đất cực kỳ tốt, đất 95% đất bằng đẹp. Tất cả các những cái cây trên mảnh đất của mình đều là cây có kinh doanh thu hoạch hết nha. Tất cả những cái cây em đang quay đây là cây mắc cá nha cô chú anh chị. Cây mắc cá hết nha. Cây mắc cá, bơ, bưởi. Mắc cá, bơ, bưởi và mít nha cô chú anh chị. Vườn cây ăn trái nha. Cực kỳ thích hợp cho cô chú, những cô chú anh chị nào mà chuyên về lĩnh vực trái cây nha cô chú anh chị. Về đây mình đầu tư làm ăn lập nghiệp nha. Giá của chủ nhà hiện tại bây giờ đang đưa một mức giá là 5 tỷ có thương lượng nha cô chú anh chị. Giá 5 tỷ có thương lượng, nếu cô chú anh chị mà đang quan tâm thì liên hệ cho em để mình tìm hiểu và tham khảo đến mức giá nha cô chú anh chị. Cái thuốc này. Cái này cái gì? Thuốc nam ạ. À, cái này cái tầm bóp. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Hai thứ mà kết hợp với mùi mít thì rất như thế thôi, nhưng mà khi kết hợp với